Chào mừng anh chị quay lại với kênh Tiếng Anh Grammar nhá. Thì lại là tôi đây, cho anh chị có một ngày làm việc nhiều hiệu quả, hạnh phúc, nhiều niềm vui. Hạnh phúc và niềm vui đấy. Thì hôm nay tiếp tục mấy chuỗi chủ đề về ngoại ngữ thôi. Hôm nay tiếp tục sẽ là chủ đề sẽ là vì sao mà tự học được một thứ tiếng. Thì những cái từ tiếng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm mình tự học nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhanh hơn rất là nhiều. Thì đây chỉ là một cái trải nghiệm cá nhân, ý kiến chủ quan thôi. Mấy cả tôi nhấn mạnh một điều là học thứ tiếng, học ngoại ngữ là mang tính chất là giao tiếp, chứ không mang yếu tố bằng cấp ở đây. Vì khi lúc nào tôi có một cái bằng, tấm bằng ngoại ngữ nào đó thì tôi sẽ chém gió về mặt tấm bằng đó sau. Thế còn thực ra thì bất cứ một thứ tiếng thì sinh ra, nếu anh chị tìm hiểu, nó chỉ mang tính chất là giao tiếp thôi. Vì sao mà tôi nói là tất cả thứ tiếng nào sinh ra để giao tiếp? Ví dụ như chúng ta học tiếng Việt vậy thôi. Mục đích chính, những ngày bé, những ngày đầu đời sinh ra để nghe và nói, sau đó mới học đọc và viết. Mà đến thời điểm này, con người dùng ngoại ngữ để dùng ngôn ngữ để giao tiếp với nhau là cái điều chủ yếu. Sau đó là kỹ năng đọc, kỹ năng viết đến sau đấy. Thì vì sao mà hôm nay thì tôi cái video này chỉ trong cái phạm vi là học thực tiến giao tiếp, nó không liên quan gì đến bằng cấp. Thì bằng cấp nó là cái phạm trù khác rồi, phạm vi khác rồi. Đó, thì tôi muốn nhấn mạnh lại một điều như vậy đấy. Vì là tôi đã có từng có những cái bạn người bạn sống ở bên Đức, bạn người Việt sống ở bên Đức, bạn đã từng kể rằng là có những cái bạn mà có những cái bằng B1, B2 ở bên Đức, nhưng mà nghe, nói, giao tiếp thì lại không ổn cho lắm. Đấy, kiểu như là bạn ấy dùng từ là có bằng B1, B2, thậm chí có bằng B1, B2 mà sang đấy kiểu như là câm bà điếc ấy. Kiểu như khi ôm một cái bằng thì là tiếng Đức thì thứ nhất có nhiều bạn gặp may mắn này, hoặc là ôn tủ này, để học thuộc này, thì chẳng may nó vào cái đấy thì là đỗ thôi. Đấy thì thấy bạn ấy kể thế, nhưng đấy không phải định kiến của tôi vì tôi chưa thi bằng bao giờ. Thì bạn ấy kể như thế là có nhiều người, có người Việt sang Đức có bằng B1, B2 kiểu như câm và điếc, kiểu như sang đảo ấy, kiểu như thế. Thì quay lại với chủ đề là vì sao mà học tự học được một thứ tiếng. Tôi nhấn mạnh từ tự học nhá. Cái thứ tiếng đầu tiên là được bố mẹ, xã hội, thầy cô giáo, trường lớp dạy rồi. Nhưng cái thứ tiếng là tự học là cái thứ tiếng thứ hai ấy. Còn thứ tiếng đầu tiên mẹ đẻ thì tôi không đề cập, là được dạy dỗ rồi. Thế còn thứ tiếng thứ hai, đã tự học được thứ tiếng thứ hai, kiểu như vì như là tôi học tiếng Anh từ tiếng thứ hai ấy, thì sau đó tôi sang thứ tiếng khác rất là nhanh. Vì sao mà tôi tự học được nhanh hơn như vậy? Vì đơn giản là thực ra thì nếu mà trong quá trình rèn luyện ấy, trong quá trình tự học, anh chị sẽ thực ra là tham khảo người khác một phần rồi, nhưng anh chị sẽ tự đúc kết trải nghiệm của bản thân trong quá trình mình rèn rũa, trong quá trình mình rèn luyện nghe, nói, đọc, viết cùng cái thứ tiếng đó, cùng cái thứ tiếng đó. Đấy, vì sao mà tôi bảo là tham khảo của người khác nữa. Thực ra kể cả bất cứ một người giỏi đến đâu thì ở cái lĩnh vực nào thì thường thường người ta sẽ gọi là tìm hiểu và tham khảo ý kiến, cái suy nghĩ, cái cách học, cái trải nghiệm của người khác ở cái lĩnh vực đó. Đấy, tham khảo là rất là tốt rồi. Sau đó chúng ta học, tham khảo, học, rèn luyện, bỏ thời gian đang nghe, nói, đọc, viết hàng ngày. Sau đó là cảm thấy là cái trải nghiệm mình đúc kết được cái gì từ những cái thời gian mình tự học. Thực ra thì tôi nói là có rất nhiều làm YouTuber hay là cô giáo, thầy giáo nổi tiếng thì họ sẽ dạy cho anh chị về học thứ tiếng, về học nghe như thế này, học nói như thế này, học viết như thế này, học đọc như thế này. Nhưng mà rất nhiều trong số họ sẽ có những cái cách thức khác nhau, cách học khác nhau, cái trải nghiệm khác nhau. Thế cho nên họ sẽ dẫn đến truyền đạt cho anh chị cách học của người ta khác nhau. Đấy. Thế tất nhiên là theo anh chị theo thầy cô giáo nào thì cũng mang tính chất là tham khảo. Sau đó áp dụng, sau đó là bên cạnh áp dụng mình có, nếu mà tự học được thì mình sẽ có những cái trải nghiệm của riêng mình rất là thú vị. Mình là tôi là người tự học, tôi chưa từng đi học ở những trường lớp nhất định nào đó về những thứ tiếng khác nhau như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp. Tôi chưa bao giờ đi học trung tâm hay bất cứ một trường lớp nào, chỉ đơn giản là học ở nhà và ra nói chuyện với cả người nước ngoài thôi, chấm hết. Mà tôi nghe rất nhiều trên YouTube, trên mạng YouTube, ông thầy vĩ đại rất nhiều chủ đề, chủ yếu anh chị biết khai thác, anh chị có khai thác được, có tìm chủ đề nào phù hợp với mình không thôi. Đấy, trong quá trình nghe, quá trình rèn luyện, quá trình nói, mình thấy sai chỗ nào, mình cảm thấy mình thời gian mình học được, sức khỏe của mình học mỗi ngày được bao nhiêu, thời gian mình sắp xếp việc học và việc làm nào cho nó phù hợp nhất có thể. Đấy, vì làm sao, vì năng lực của mỗi người khác nhau này, hoàn cảnh của mỗi người khác nhau này, cái công việc, cái thời gian phân bổ sắp xếp nó khác nhau hoàn toàn. Đấy, cái nơi ở nó khác nhau. Thế cho nên là nói chung là nó hoàn toàn khác nhau. Thế cho nên cái quá trình mà tôi tự học thì là tôi sẽ đúc kết ra những cái trải nghiệm nhất định của mình, là làm nào để học nó hiệu quả nhất, nghe học hiệu quả nhất. Tôi thiên về giao tiếp, đơn giản là học ở nhà và ra nói chuyện với cả người nước ngoài thôi, chấm hết.
mà tôi nghe rất nhiều trên YouTube, trên mạng YouTube ông thầy vĩ đại rất nhiều chủ đề, chủ yếu anh chị biết khai thác, biết anh chị có khai thác được, có tìm chủ đề là phù hợp với mình không thôi. Đấy, trong quá trình nghe, quá trình rèn luyện, quá trình nói, mình thấy sai chỗ nào, mình cảm thấy mình thời gian mình học được, sức khỏe của mình học mỗi ngày được bao nhiêu, thời gian mình sắp xếp việc học và việc làm nào cho nó phù hợp nhất có thể. Đấy, vì làm sao, vì năng lực của mỗi người khác nhau này, hoàn cảnh của mỗi người khác nhau này, cái công việc, cái thời gian phân bổ sắp xếp nó khác nhau hoàn toàn. Đấy, cái nơi ở nó khác nhau. Thế cho nên là nói chung là nó hoàn toàn khác nhau. Thế cho nên cái quá trình mà tôi tự học thì là tôi sẽ đúc kết ra những cái trải nghiệm nhất định của mình là làm nào để học nó hiệu quả nhất, nghe học hiệu quả nhất. Tôi thiên về giao tiếp, đơn giản là học ở nhà và ra nói chuyện với cả người nước ngoài thôi. Chấm hết. Mà tôi nghe rất nhiều trên YouTube, tôi được áp dụng. Thế cho nên là nó có một cái nguồn năng lượng rất là sướng, rất là gọi là cảm thấy hào hứng, hứng thú. Khi là mình cảm thấy là mình học được, mình tự học được rồi, sau đó mình dùng thực tế, mình cảm thấy mình có hiệu một chút hiệu quả và có một chút là có chút kết quả. Nghe rồi tự học xong, tự học nha, mà ra được nói mà Tây nó hiểu thì thích lắm, anh chị áp dụng mà xem. Mà tôi hiểu là có nhiều anh chị học tiếng Đức bây giờ ấy, hay là tiếng là gì đấy, là học chỉ rồi là chỉ là viết rồi nghe rồi là đọc mà không được giao tiếp nữa này. Giao tiếp rất là ít, mà bản chất của bạn mới sinh ra phải để giao tiếp. Khi mà mình đã dùng được rồi thì mình giao tiếp rất là sướng, có người đối diện, mà người bản địa nhất, để người bản địa người ta đánh giá sẽ là một cái khách quan nhất. Chứ người Việt học ngoại ngữ thì cũng chưa gọi là đẳng cấp, chưa đủ khả năng để đánh giá, phải để người bản địa của cái thứ tiếng đó họ đánh giá thì có một khách quan nhất. Mà bản chất thì là người bản địa thì người ta thường thường người ta không đánh giá cái khả năng ngoại ngữ của mình, vì người ta biết là học một ngoại ngữ, một thứ tiếng nào đó mới rất là khó. Bản chất người ta học tiếng Việt thế thôi, khó chứ. Đấy, khi mà anh chị thấy một ông Tây nói tiếng Việt, anh chị nếu mà anh chị hiểu ấy, nếu mà anh chị hiểu thì mình cảm thấy ông này được rồi, mình hiểu vấn đề, mình hiểu câu chuyện của người ta nói, mình hiểu cái gì ông ấy nói, cái đấy là quan trọng nhất. Chứ mình không đánh giá những kỹ năng khác, vì đây là không phải là cuộc thi. Nhưng mà khi thi nó lại khác, thi bằng cấp nó khác, nhưng mà thi nó rất áp lực và nó có đọc nhiều viết nhiều. Mà tôi nghe nhiều anh chị kể với tôi, em học tiếng Đức mà em chả được đi được nói, được nghe nhiều, được giao tiếp nhiều. Đấy, nhưng mà khi mà dùng để giao tiếp, dùng cái những cái mình học mà để giao tiếp, để sử dụng, thích lắm. Mà người điển bản địa người ta hiểu, thích lắm. Đấy, đấy là cái quan trọng nhất của từ ngoại ngữ. Nhưng bản chất là sang đấy, sang Đức thì phải thi bằng tiếng Đức rồi, rất là quan trọng. Nhưng mà được sử dụng để giao tiếp, được nghe, được nói rất là sướng. Đấy, hôm nay tôi chém gió về chủ đề đấy thôi, là nếu mà đã tự học được một thứ tiếng, tự học nhá, thì những thứ tiếng thứ hai, thứ ba, thứ tư anh chị học rất là nhanh. Nếu là tự học thôi, chứ còn nếu mà qua trường lớp hay qua một sự dạy dỗ của ai đó thì tôi không biết, vì là tôi chưa từng trải qua cái trải nghiệm đó bao giờ. Đấy, tôi tự học mà. Đấy, anh chị thấy vui vui thì like bên dưới anh chị nhá, like, đăng ký kênh Tiếng Anh Cơ Bản để tôi sẽ ra đều đều những video liên quan ngoại ngữ tiếp theo. Chào anh chị.